cả nhà mình ạ, à, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của Shop Em Trưa ngày hôm nay nha. Và trong livestream trưa ngày hôm nay có rất là nhiều mẫu đồng vừa rẻ vừa đẹp cho cả nhà mình luôn. Chị khách nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chị hàng chờ sau cho cả nhà mình luôn nha. Đồng thì chỉ từ 99k, 69k cho cả nhà mình thôi. Cho anh chị khách nào đặt hàng trước thì mình sẽ có đơn trước, còn đặt hàng muộn quá sẽ hết hàng và hết sale nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu đồng đầu tiên em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1386 nha. Đồng hoa nhí cho mình, nền đen phối hoa nhí cho cả nhà mình nha. Đây thiết kế đầm này thì sẽ là cổ có phối thun nè, tay có phối thun cho mình luôn. Đó, co giãn luôn ha cả nhà. Và ngày hôm nay các chị mình đặt hàng được xem rất là rẻ luôn. Em chào chị Lan Võ, chào cả nhà mình mới vô nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1386. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1386 hôm nay sale rất là rẻ cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 139.000 đồng thôi. Em sẽ còn size cho cả nhà mình nha. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. 1386 với số điện thoại cho em tư vấn chờ hàng. Dạ em chào chị Lụa Nguyễn nha, chào cả nhà mình mới vô. Đầm em còn hai size M và L, 40-55kg, cả nhà mình sẽ mặc vừa nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1386. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1386 nha. À, màu xanh nhạt bán chưa em nhỉ? Rồi em bán rồi đó chị ơi. Màu xanh nhạt bán rồi chị, nhưng mà hiện tại là chưa có về nha. Đang rao bán nhưng mà chưa có về, vài bữa nữa mới về nha chị yêu nha. Thì đồng này em sẽ có cho mình là 3 size M, L và XL. Hồi tối qua chị khách bên em á, kêu em lên mẫu này, lên xong cái chưa kịp mua là chia tay luôn cả nhà, tại vì nó về hàng cho mình có 3 size thôi. Đó, số lượng thì em có ít thôi à, về được cho mình có 3 size. Đó, chị nào đặt hàng thì mình comment cho em nha. Cái mã này là 1410, mã này là 1410 ha. Rất là đẹp luôn. Đó, màu xanh. Rồi, bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1386 nha cả nhà. 1386. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ạ. 1386 với số điện thoại em tư vấn chút đơn cả nhà ơi, 139.000 đồng. Em chào chị Nga Lý, chào cả nhà mình mới vô luôn nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1386 sale luôn, 139.000 đồng. Em còn hai size M và L, 40-55kg, mình sẽ mặc vừa nha. Hiện tại chị khách nào vẫn còn đặt hàng được thì mình cứ việc đặt hàng nha cả nhà. Còn nếu như mà mình không đặt hàng được á thì mình cứ việc vô coi like của em nha, chia sẻ livestream ủng hộ em nha cả nhà ơi. Rồi ngay bây giờ mẫu đầm này em sale luôn 139k. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình, cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Ân ý đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em mã số sản phẩm với số điện thoại trên bài luôn. Bây giờ lên đầm sale 99k cho cả nhà mình đi. Lên trước cái đầm này nó lẻ size nha. Rồi em sẽ lên đầm đủ size 99k cho chị coi cái váy màu đen đằng sau với váy màu đen đằng sau. Cái này đúng không chị? Cái em này cũng 99k luôn, để mặc cho chị coi thử nha. Em chào chị Phiến Lê. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1386 nha cả nhà. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size 1386 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Rồi 1386 với số điện thoại cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Em chốt đơn giá ưu đãi còn 139.000 đồng nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm màu màu đen nha. Lên luôn cho cả nhà mình kê xem cái em đầm màu đen, sale luôn cho các chị mình luôn, với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Chị nào chưa có nhanh tay đặt hàng sớm sớm cho em nha, bên em tư vấn chút đơn hàng luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người đầm này còn có mấy cái à cả nhà ơi? 1332. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1332 nha cả nhà ơi. Hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1332. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1332 với số điện thoại cho em là ok luôn cả nhà nha. Rồi chốt đơn giá ưu đãi cho cả nhà mình luôn, 99.000 đồng. Em đầm này cả nhà 40-50kg, em tới đây tầm 70 đổ về, mặc rất là đẹp. Đầm này chất liệu vải phi tuyết nha. Hàng này nè, nhiều chị hỏi em lắm luôn á. Nhưng mà cả nhà ở đầm này hiện tại còn có mấy cái size M thôi. Chị nào mặc vừa size M thì mình nhanh tay lên đơn cho em luôn, em tư vấn. Có 60kg mặc không áo 1332. Đầm này uổng quá chị ơi, cái đầm này em hết trơn rồi. Em còn sót lại, sót kho có vài cái size M thôi. Mẫu em đang mặc trên người 1332, đầm này nhiều chị hỏi lắm luôn nè. Em muốn may về lắm á cả nhà, nhưng mà không có vải để may về cho mình. Không có vải vải để mà may về cho mình. Các chị mình vô like của em, chấm bài tương tác cho em cái nha.
Đặt hàng thì mình comment cho em mã số sản phẩm kèm số điện thoại, bên em tư vấn và chờ hàng chờ size nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1332 cả nhà nha. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1332 cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. 1332 kèm số điện thoại cho em. 1332 kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng. Cái đầm này 99.000 đồng, dán đầm body cho cả nhà mình đây. Rất là đẹp cả nhà ơi, các em đầm này rất là đẹp luôn, mê luôn cả nhà. Chị nào mặc vừa xem mờ thì mình không thể nào bỏ lỡ nha, tại vì em chỉ còn vài cái cuối cùng. Bản thân em cũng đã mua một cái về cả nhà ơi, chưa kịp mặc đi đâu hết trơn, còn cất trong tủ. Đợi sau này em cái là mặc đi chơi liền luôn á. Rất là đẹp. Rồi sale luôn cho cả nhà mình 99.000 đồng nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1332. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1332. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1332 với số điện thoại. Chị khách nào đang theo dõi like của em cho em xin vài chấm nha. Tiếc ghê chị Đỗ Thị Thu Hằng. Trời ơi, ổn quá ha chị ơi. 99.000 đồng, chị nào mặc vô mẫu đầm này không? 99.000 đồng. Chất liệu vải phi tuyết, giá cũ em bán 300.000 đồng là em bán sạch luôn, size L, XL với 2XL. Và hiện tại em sale thì em chỉ còn size M thôi á. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Thích đầm này đặt hàng sớm cho em có cái đầm này 99k, có size lớn nè cả nhà ơi. Đầm này 99k là có size lớn. Em nha cả nhà mình mới vô nha, mới vô chấm bài tương tác cho em cái liền đặt hàng comment ngay cho em mã số sản phẩm với số điện thoại bên em tư vấn. Cả nhà mình có thắc mắc gì cứ việc để lại comment ngay cho livestream cho em nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1332 em sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ đó là 99.000 đồng thôi. Đặt hàng thì mình chỉ cần chia sẻ livestream cho em 3 lần rồi mình comment cho em 1332 kèm số điện thoại cho em là ok luôn. Đó, rất là đẹp nha cả nhà ha. Ngày hôm nay sale rẻ 99.000 đồng. Em chào cả nhà mình mới vô. Chị nào mới vô chấm bài tương tác cho em cái nha cả nhà. Rồi, có thắc mắc gì cứ việc để lại comment ngay trên live cho em. Ok. Đó, thắc mắc gì cứ việc để lại comment ngay trên livestream cho em là được nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa đây ạ. Thích đầm nào đặt hàng sớm thì giùm em tư vấn chưa hàng chờ size luôn. Rồi em chào cả nhà mình mới vô nha. Em lên cái đầm này cho cả nhà mình, tại vì cái em đầm này thì còn size lớn. Còn size lớn cũng 99k thôi. Đó, 69k, 99k là hôm em xả hàng nha cả nhà. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1321 nha. Rồi, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1321. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm ngay trên livestream bên em tư vấn chữa hàng. Cổ tròn, tay ngắn nha, bo eo, dáng đầm ôm suông. Rồi đầm này hôm nay em sale luôn với mức giá chị Tuyết Ngọc ơi, mã 1332 á, chị em có ghim phía dưới á, em có ghim phía dưới góc màn hình cái mã số á. Cả nhà mình đặt hàng thì mình nhìn phía dưới góc màn hình nó có cái mã số đó cả nhà, comment như vậy kèm số điện thoại để đặt hàng là ok. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1321 nha. 1321 hôm nay em sale có 99.000 thôi nè, có 99.000 đồng thôi nè cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn chờ hàng. Rồi chị Đinh Thị Duyên, là sao chị ơi, chị muốn lên cái mẫu nào, muốn lên mẫu nào comment phía dưới cho em. Chị thích hoa nhỏ, hoa to, hoa vừa, hoa nhí gì đó. Rồi thích xanh đỏ tím vàng nghĩa cứ việc comment phía dưới nha, để em dễ lên đầm hơn cho các chị mình. Rồi còn bây giờ sửa cái tóc sao đây. Rồi để vậy đi ha, cho nó gọn cả nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1321. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1321 cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1321 kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng, 55-68kg, hai nhí có nha chị Nhung Ru Ruby nha, 99k em sale luôn. Toàn bộ là những mẫu đầm em bán là 3-400, 200 mấy, 3-400. Thì ngày hôm nay em toàn sale hết luôn. Rồi, thấy sao shop không may ít lại size không may ít lại size M đúng không? Tiếc đúng không chị? Đúng rồi chị ơi, em cũng tiếc nữa. Em xem em cũng tiếc nữa, tại vì bình thường em bán toàn là 200-300 ngàn. Ngày hôm nay em chốt đơn cho cả nhà mình luôn có 99.000 đồng cái thôi. Đó, chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm ngay cho em nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi, bây giờ em sẽ thay cho mình cái hoa nhỏ này cũng 99k luôn, xe xả hàng cả nhà ơi. Các em đang mặc trên người 1321 55 cho tới là
55 cho tới là 68 kg, mẫu đang mặc trên người 1321 55 tới 68 kg mặc vừa. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1321 với số điện thoại bên em tư vấn và chị hàng chữa size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi sale luôn cho các chị yêu mình luôn với mức giá chị có là 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Rồi sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chị có là 99.000 đồng để hai cọng rau dế. Rồi 99.000 đồng cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm ngay cho em nha, em tư vấn chờ hàng luôn. Chị Huỳnh thì Diễm My có đơn hàng 132199K. Em có ghim cái mã số ở phía dưới góc màn hình. Chị nào nghe không kịp có thể nhìn cái mã số ở phía dưới và có sẵn luôn cái giá tiền phía dưới luôn. Đó, sẵn luôn cái giá tiền phía dưới thì mình chỉ việc comment đặt hàng thôi là được nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác nữa. 47 kg mẫu này mà không vừa chưa? Cái mẫu này còn hai size to nhất luôn, 55 tới 68. 1321 có màu khác không? Em hết màu khác rồi chị ơi, còn có màu rồi chị. Màu khác thì nó đậm hơn xíu à, hơi nâu nâu chút. Đó, rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Có váy hoa màu tím em mặc chị xem. Váy hoa màu tím em mặc chị xem. Hoa màu tím, à có. À, nhiều khi mà mình hỏi em ngang cái em kiểu lỡ quên. Rồi ok chị Nguyễn Xuân, 1321 68 kg vừa nha. 68 kg vừa 1321 nha. Đo cái eo cho em, có eo nhiều. Eo 88 90 sẽ mặc vừa. Rồi bây giờ tại vì đầm nó có những nhiều, bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1355. Hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn cho mình với mức giá chỉ có 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn nha. 1355 với số điện thoại. 1355 với số điện thoại em sale luôn. 99k, trời đẹp muốn xỉu luôn cả nhà ơi. 99.000 đồng ha, mẫu đang mặc trên người. Mã sản phẩm 1355, 99.000 đồng. Rồi, 40 tới 50 kg eo tối đa 70 độ về, mẫu đang mặc trên người. Một gần cái váy đen em lấy vừa rồi á, gần cái hoa đỏ kìa. Chờ em xíu nha chị ơi. Đâu? À. Cái này đúng không chị? Hay là cái nào? Cái đầm này hả chị ơi? Hay là cái đầm màu tím này? Cái đầm này ren tím nè. Cái đầm này ren tím nè, còn cái đầm này hoa tím tím nè. Đó, trời ơi. Em mặc cả hai lên luôn đi. Em mặc cả hai lên cho mình xem luôn đi ha. Rồi, chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật sớm, anh em tư vấn chịu hàng luôn. Các chị mình chờ em xíu nha, em treo thêm vài mẫu lên đây. Đó. Cho cả nhà mình ngắm thử xem sao, mình thích mẫu nào có thể comment phía dưới nha. Em sẽ mặc lên người cho mình coi luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1355, sale luôn 99.000 đồng. Sale luôn 99.000 đồng nha, chị nào chưa có là mày đặt hàng sớm cho em. 99.000 đồng, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1355, đặt hàng comment phía dưới cho em. Chỉ cần chia sẻ livestream cho em 3 lần là được áp dụng ngay giá sale nha cả nhà ơi. Các chị mình mới vô bài livestream của em, chấm tương tác liền cho em coi comment có bị ẩn hay không nha cả nhà. Đặt hàng thì mình comment kỹ lưỡng cho em mã số với số điện thoại mới chốt đơn được. Còn chị nào mình comment lấy cho chị cái này, lấy cho chị cái hoa nhỏ thì bên em sẽ không có chốt được nha cả nhà ơi. Cho là mình comment đó, nếu như được chốt chính xác á thì mình comment mã số với số điện thoại cho em. 1355 đầm này von hàng may 2 lớp kèm thêm một túi khóa kéo phía sau lưng sale luôn 99.000 đồng, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1355, 99.000 đồng. Hiện tại chị nào còn đặt hàng thì mình cứu việc đặt hàng, còn chị nào không có đặt hàng được thì mình ở lại đây mình coi like với em cho vui cũng được luôn. Rồi bây giờ sẽ lên cho mình cái em đầm đây, màu tím rất là dễ thương. Rồi em chào cả nhà mình mới vô nha, chị nào mới vô cứ chấm bài tương tác rồi chia sẻ like cho shop. Ngày hôm nay là xả hàng cả nhà ơi, xả hàng. Rồi cố gắng đặt hàng sớm 1355, 99.000 đồng nha, 99.000 đồng luôn, mẫu đang mặc trên người 1355. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Có việc đặt hàng đi bên em tư vấn nha cả nhà ơi, đầm nó bị lĩa sai rồi. Đó, mẫu nào mà các chị mình mặc vừa bên em chốt đơn, còn mà không vừa bên em báo mình chọn mẫu khác. Rồi thích tím thì em có đầm tím đây. Đã chia sẻ em cảm ơn chị Trần Thị Huệ nha. Mẫu màu cam em rồi, ok chị mình luôn. Sau mẫu đầm này lên màu cam nha mình luôn nha. Cho mình xem mẫu đầm cam, ok chị. Sau mẫu đầm này em lên đầm cam nha chị mình ha. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người có 100 mấy cả nhà ơi. Dưới 200k là mình đã có đầm đẹp mình mặc rồi. Và hàng đẹp chuẩn mẫu, cả nhà mình nhận được hàng, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
nhận được hàng đủ quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chị đang chưa có, tranh thủ đặt hàng sớm sớm cho em bên em tư vấn chữa hàng chữa size. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1250, em sale 129.000 đồng. Thì cái đầm này ngày hôm nay á 57 kg có không? Dạ đầm tím này 57 kg có size nha chị, 40-57 kg. Em tới đây 77 đủ về cho em ha. Cái em cầm với cái em mặc hoa tím kia. Rồi nè chị, em mặc nè, em mặc nè, em cầm qua là em mặc đó. Rồi em đang mặc trên người 1250. Cái này em mặc cái size to mới rồi, 40-57 kg nha. 1250 129.000 đồng. 1250 em sale luôn, 129.000 đồng. 129.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này nhanh tay lên đơn cho em, em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. Chị Đinh Ánh Ngọc không đặt hàng cũng chia sẻ like cho em gái, em cảm ơn chị yêu mình nha. Rồi bao ký hả em? Dạ đầm này 40 cho tới 57 kg. Và cái giá tiền thì chỉ có 129.000 đồng thôi, 129.000 đồng thôi cả nhà ơi. Thì cái hàng này giá 129.000 đồng là giá đã được sale rồi và đang sale nha. Còn cái giá chưa sale là 269.000. Chị nào đã nhận được đầm này giá 259-269 đâu? Đó, đầm này ngày hôm nay sale rất là đẹp luôn. Mẫu tím có màu khác, màu đen, màu đen chị yêu nha. 129.000 đồng đồng giá, mặc từng màu đi nha. Rồi em đang mặc trên người nha, cái hoa tím đúng không? Cái hoa tím này 99.000. Em sẽ thay sang cái hoa tím nha. Còn bây giờ chị nào thích ren tím thì mình comment cho em ren tím. Em chào chị Sơn Thủy nha, chị Sơn Thủy có hết ráo rồi nè, còn vô chia sẻ like cho em nữa cả nhà ơi. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1250 nha. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm 1250, 40-57 kg. Dạ đúng rồi, đúng không chị? Rồi 40-57 kg sale 129.000 đồng. Mã số em có ghi phía dưới, giá tiền cũng ở dưới luôn. Đó, cả nhà mình đặt hàng comment cho em mã số với số điện thoại. Mã số vô, mã số vô cả nhà ơi, 1250 kèm số điện thoại. Đồng hoa tím không có XL, đồng hoa tím chỉ còn M. Chị Châu Minh đã chia sẻ, cảm ơn chị yêu mình nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1250, ngày hôm nay em chốt đơn luôn 129.000 đồng. Đó, chị kích chồng nè, chị mua được trước 260 lần đó, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy chị khách bên em không? Đợt trước mua cái đầm này 200 mấy lần cả nhà ơi. Hôm nay sale 129.000 đồng là cả nhà mình đã được giảm hơn 50%. Hơn 50% cả nhà ha, cố gắng đặt hàng sớm cho em. Em tư vấn đó thì giảm là tầm 50 cho tới là năm mấy phần trăm đó cả nhà, rất là rẻ luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người 1250. 1250. Chị ơi cái đầm này á, trời ơi, cái điện thoại bị giật em sợ văng quá cả nhà. Rồi cái đầm này á là 40-57 kg. Tuy rằng chỉ còn size ML nhưng mà cái form nó rộng rãi thoải mái. Cho anh chị nào mặc XL thì mình có thể mặc vừa luôn nha chị ơi. 1250 kèm số điện thoại cho em để đặt hàng 129.000 đồng. Bây giờ em chuyển mẫu nha. Đó, em mặc cái mẫu này hơi bị lâu quá cả nhà. Chứ thường một mẫu đầm em mặc có 2 phút 3 phút là em qua mất tiêu rồi. Rồi chờ em xíu nha, em chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa ha. Ông đầm nào đặt hàng sớm, em chào chị Lâm Thị Kiều Duyên nha. Đó, rồi đây, hàng đẹp chuẩn mẫu, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Dồn đơn 600.000 đồng, được miễn ship và có quà tặng. Mạng bữa nay sale mạng bữa nay xem chán quá em. Dạ đúng rồi chị Sơn Thủy ơi, bên em đang like nè, nhiều khi nó còn bị giật một cái nữa. Bên em đang like nhiều khi nó còn bị giật một cái nữa chị, thiệt em bó tay luôn. 60 kg mặc vừa không? 60 kg có mẫu khác nha chị, 60 kg em có mẫu khác nha. Rồi bây giờ dồn đơn 600.000 đồng, miễn ship có quà tặng. Quà tặng sẽ là dây chuyền như thế này nha cả nhà, thì bên em sẽ gửi mẫu ngẫu nhiên cho mình. Đó, quà tặng sẽ là dây chuyền như thế này. Đơn hàng 600.000 đồng, được miễn ship và được tặng thêm quà nha. Các chị mình cố gắng đặt hàng sớm sớm, bên em tư vấn. 48 kg, cao 1m50, mặc size nào? Size M hoặc L chị Diễm Trinh nha. Size M hoặc L cho em. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1334, ngày hôm nay em sale luôn 99.000 đồng. Dồn đơn hàng ngày hôm nay thì em sale rồi đó, nhưng mà các chị mình dồn đơn thì vẫn được miễn ship, vẫn được tặng quà. Bình thường 600k mình mua được có 2 cái đầm chứ nhiêu, ngày hôm nay 600k mình mua được 4-5 cái luôn, 6 cái luôn. Nhiều chị săn khéo khéo được 6 cái luôn á. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1334 nha. 1334, 99.000 đồng. 40-50 kg mặc vừa mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Em tối đa 70 đủ về, em sale cho cả nhà mình luôn 99.000 đồng nha. Em có cho cả nhà mình là 2 màu để các chị mình dễ dàng chọn lựa luôn. 2 màu cho các chị mình dễ dàng chọn lựa luôn nha. Mẫu đang mặc trên người 1334 là hoa nhỏ, 1335 là hoa to,
1334 là hoa nhỏ, 1335 là hoa to. Em sale đồng giá luôn 99.000 đồng cả nhà ơi. Sale đồng giá cho cả nhà mình luôn 99.000 đồng. Chị nào chưa có nhanh tay đặt hàng thật sớm, bên em tư vấn chưa hàng chờ sai. 1334 là hoa nhỏ, 1335 là hoa to cả nhà ơi. Chất liệu vải lụa mango co giãn nhẹ một lớp kèm hai túi luôn. Hàng đẹp chuẩn mẫu. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc kìa cả nhà ơi. Nhận được hàng nó y chang như vậy là cả nhà chỉ có mê thôi đúng không ạ? Về nhà nhận được hàng nó y chang vậy là chỉ có mê thôi. 1334 là mẫu đang mặc, 1335 là mẫu đang cầm, bình thường mấy 200 mấy thôi cả nhà ơi. Ngày hôm nay em chốt đơn hàng bình thường mấy 200 mấy là các chị khách bên em đã khen rẻ và đẹp. Thì ngày hôm nay em sale 99.000. Chị nào mặc vừa thì mình có việc lên đơn. Đầm bên shop em thì có nhiều size lắm, nhiều size nhiều số lắm cả nhà ơi. Tại vì những cái mẫu đầm này là mấy chị khách bên em là đặt rất là nhiều, hot, hot đẹp cho nên các chị mình đặt rất là nhiều. Hiện tại thì nó bị lẻ size. Rồi, thôi em lên làm 99.000 có sai số đi cả nhà ơi, đủ sai chút đi ha. Lên làm 99.000 đủ sai chút xíu cho mình. Lên mấy cái mẫu đầm này lẻ sai, các chị mình có chị đặt được, có chị không đặt được. Chị Nhung Hồng có đơn hàng, chị Phạm Lan ok nè. 99.000 đồng luôn. Chia sẻ livestream cho em 3 lần cả nhà, chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai bên em tư vấn chưa hàng chờ sai cho mình luôn ha. Rồi, cố gắng đặt hàng thật sớm, chị Cúc Phạm có đơn hàng cho chị Cúc Phạm luôn. 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Bình thường bán 3-400, 2-300 đó. Ngày hôm nay sale có 99.000 một mẫu thôi, rất là rẻ luôn ạ. À, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Một xe là không có chị cho mình ơi. Trời ơi, ủ quá chị ơi, đầm đó em còn có mấy cái à, thiệt luôn á. Nhưng mà nếu như mà các chị mình thích mặc size lớn thì ok, em vẫn sẽ có đầm size lớn và giá thì giá cực kỳ rẻ. Nhiều lắm, tại một mình em thì không thể nào trồng lên một lúc 2-3 cái. Cho là em sẽ giới thiệu một mẫu 3 phút, 2 phút gì đó. Cái em qua nhanh nhanh. Đó, mình chị nào ưng thì mình cứ việc đặt sớm đây. Cái sau qua nhanh nhanh cái là mình coi được nhiều mẫu hơn. Rồi bây giờ nha, 1374 là màu đen, 1375 là màu da, chủ đẹp lắm cả nhà nha. 99.000 đồng luôn. Đầm này bình thường em bán 300, đầm này dễ mặc lắm cả nhà. Rồi 99.000 đồng nha, em đang có đủ size, mẫu đang mặc cho người. Mã sản phẩm 1375 nè. Ui, nó gần hết rồi đó cả nhà ạ. Cái đầm này em sale 99.000, tại vì lúc mà bùng dịch tới giờ cả nhà là em lên em sale một phát luôn, là tới bây giờ là nó đã gần hết rồi. Chị nào đặt hàng mình tranh thủ cho em luôn nha. Rồi 1374 là màu đen, màu đen dễ mặc này cả nhà. Màu đen là 1374 ha. Màu đen là 1374 cho em cả nhà ơi. Đó. Còn màu da là 1375, màu da thì mặc lên sẽ trắng hơn rất là nhiều. Em sale cho mình luôn, đồng giá là 99.000 đồng. Em sale cho cả nhà mình luôn, đồng giá là 99.000 đồng. Chị nào chưa có đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm nha. Thiết kế sẽ là cổ sen cho cả nhà mình đây. Cổ sen, có phối nút phía trước, tay dài luôn nha. Một bên thông túi, một bên túi thật. Khóa kéo nằm đằng sau lưng và phía sau lưng có xếp ly luôn. Rồi tranh thủ 99.000 đồng thôi cả nhà ơi, 99.000 đồng đồng giá luôn nha. Bình thường cả nhà mình mua một chiếc đầm này là 300, thì ngày hôm nay cả nhà mình mua cả hai cái luôn, chỉ có 200.000 thôi. Chỉ có 200.000 luôn cả hai cái thôi, rất là rẻ luôn. 1374 là màu đen cho em, chất liệu vải cô tông lạnh nha, vải mặt rất là mát, dễ chịu thoải mái luôn nha. Đó, hàng vải dày dặn mặt thích lắm cả nhà ơi. Rồi, tay dài này mình sửa thành tay lỡ hay là mình sửa thành tay ngắn vẫn được luôn. Cái này là em may sẵn cho mình tay dài nha cả nhà. Chị nào thích tay lỡ về nhà chị, sửa thành tay lỡ, thích tay ngắn về nhà sửa thành tay ngắn cho em là ok luôn nha cả nhà. Đó, rồi em đang mặc trên người đây cả nhà ơi. Về nhà nhận được hàng là đầm này nè, có cổ nha, có nút nha, bên túi này bên túi giả nè, bên đây bên túi thật, phía sau lưng có xếp ly này cả nhà, và hoàn toàn che được phần bụng, phần đùi tốt cho mình luôn. Em sale luôn 99.000 đồng nha. Gửi đồ chị chưa em? Chị Nguyễn Thị Mộng Thường, chị ơi chị đặt hàng khi nào vậy chị? Chị đặt hàng khi nào vậy chị ơi? Nếu như đặt hàng qua đây là gửi mất tiêu rồi nha. Còn nếu như mới đặt lúc sáng này chưa có gửi, em chưa có gửi, trưa nay em sẽ gửi sau. Chị Thu Hương có đơn hàng, chị Thái Yến có đơn hàng luôn 99.000 đồng. 1374 sẽ là màu đen cho em, 1374 sẽ là màu đen. Còn 1375 sẽ là màu da cho em cả nhà ơi. Đang sale đồng giá cho cả nhà mình luôn với mức giá 99.000 đồng, đặt hôm qua là đã đi đơn rồi chị yêu nha. Chị Huyền Ly có đơn hàng cho chị Huyền Ly luôn 99.000 đồng luôn. 99.000 đồng cả nhà ơi, chất cô tông lạnh nha, khóa kéo phía sau lưng. Vải dày dặn mặt đẹp lắm cả nhà. Cái đầm này bỏ lỡ uổng. Em về cho mình cái đầm này là em về cho mình 3.000 cái mỗi màu, mỗi màu 3.000 cái. Mà cái đợt bùng dịch bữa giờ như cả nhà là em xả 99.000 luôn. Bây giờ mỗi size á cả nhà, mỗi size nó chỉ còn có 6 cái, mười mấy cái thôi. Nếu như cái chị mình không đặt hàng nay mai mình quay lại cái hết rồi.
hai cái đầm này thì những chị khách bên em là đều có cả hai màu cả rồi đó. Cả nhà mình nhìn xem, cái màu đen thì nó khá là dễ mặc luôn, mã là 1374, 1374 là màu đen, còn 1375 sẽ là màu da. Màu da thì mặc lên nó trắng hơn, nó sáng hơn đó, thì tùy theo các chị mình thích màu nào cứ việc comment cái màu đó. Và hàng này là còn đầy đủ 4 size M, L, XL với lại 2X 40 cho tới 60kg, eo tối đa tầm 80 đổ về ha. Thì mình sẽ mặc vừa, có gì mình em tư vấn thêm. Thì em nằm này em thấy màu ví von chen đường này cả nhà ơi, nó xếp ly như thế này nè đó, phòng xòe to cho cả nhà mình luôn, mặc rất là thích, 99k. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu đầm khác cũng 99k luôn. Chị khách nào đặt hàng nãy giờ chia sẻ livestream cho em 3 lần nha. Hiện tại bên em vẫn còn gửi hàng, bên em vẫn còn giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Chị nào hiện tại mình còn đặt hàng được thì mình cứ việc comment đặt hàng sớm, còn nếu như mà mình không đặt hàng được thời điểm này thì mình coi livestream mình ngắm mình ngắm nha cũng được luôn. Rồi chị Mai Anh nè, 53kg có đơn hàng luôn, 53kg mặc L cho em nha. Tùy theo cái eo bên em gọi điện tư vấn thêm cho chị. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình cái em đầm von. Von này đang sale 99.000 đồng cho cả nhà mình luôn. Chị đâu chưa có tranh thủ cho em nha, bên em tư vấn em chờ chị Phương Nguyên nha. Rồi địa chỉ cũ nha em, ok chị yêu mình luôn nha. Em chờ chị Nga Nguyễn hả. Rồi 60kg mặc 2X đi chị, 60kg mặc 2X cho em đi cho thoải mái. Chị nào có bụng thì nên đặt, tại vì cái đầm đó nó phồng to đó, nó phồng to rất là ok luôn, che bụng tốt. Rồi bây giờ mẫu đang mặc cho người, cái đầm này nó bị lẻ size mất tiêu rồi, lâu lâu mới được cái đủ size đó cả nhà ơi. Đó tại vì mấy cái đầm này là hả, từ hổm thì em có kể rồi cả nhà, đợt bùng dịch là em xả toàn bộ luôn, cho nên hiện tại thì hên xui có mẫu em về số lượng nhiều thì nó còn được đủ size. Còn cái nào mà em về số lượng ít, giống như mẫu này em bán rồi chạy, trước đó em đã bán chạy rồi, thì khi mà em giảm giá nữa thì nó không còn bao nhiêu hết. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360, hôm nay em sale luôn 99.000 đồng nha, 1360, đồ đẹp. Em cảm ơn chị Vinh nha, đồ đẹp cả nhà ơi. Đầm bên shop là đầm trung niên, em thì tầm hai mấy thôi mà nhiều khi mặc em còn ghiền mà cả nhà, rất là xinh luôn á. Rồi em đang mặc trên người 1360, em sale luôn 99.000 đồng nha. Đó, màu rêu, tay lỡ, cổ tay le nè. Em may cho cả nhà mình nè, hai lớp nha, bên trong thân áo có lót, kèm thêm một túi khóa kéo phía sau nha. Rồi mua hay không mua gì, ngày nào cũng ngăn ngóng em like hết á. Trời ơi, các chị mình hả, không biết các chị ngóng em thì em cảm ơn nhiều, chứ bản thân em cũng ngóng mấy chị nữa. Bản thân em cũng ngóng mấy chị quá trời luôn. Chờ mấy chị vô livestream với em. Đây, đầm này von ha, von hàng, hai lớp kèm một túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1360, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1360. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm lên giùm em. Em tư vấn chưa hàng chờ size 40-50kg, 40-50kg, còn xe M 99.000 đồng, còn xe M cả nhà 99.000 đồng nha. Chủ cái đầm này ủ cả nhà ơi, nó còn xe M. Ủ quá trời ủ. Cái đầm này cả nhà mình thích đầm này không? Đầm này em xe 130 cho mình nha. 1360 99k, mà không vừa mua tặng cũng được cả nhà. Hôm nay xe rẻ quá trời rẻ luôn. Đầm này bình thường, cái mẫu này là nhìn thôi là mình đã biết, cái mẫu này là best seller nhà em, là một trong những mẫu đầm bán rất là chạy luôn. Đó, nhìn là thôi là mình đã thấy nó bán chạy rồi đúng không cả nhà? Ai mà nhìn không ưng đúng không? Đó, em đầm này hiện tại em chỉ còn xe M. Nếu như các chị mình mặc vừa, mình có việc đặt hàng cho em 40-50kg, eo 68 đổ về. Còn nếu như mình học mà không vừa thì mình mua mình tặng cũng được, cả nhà có 99.000 đồng thôi. Dồn đơn 600.000 đồng được miễn ship, đừng tặng quà nữa nha. Rồi, dồn đơn 600.000 đồng, không cần biết mình mặc đặt hàng có được giảm giá hay không. Đó, đặt hàng chưa giảm cũng vậy, đặt hàng giảm giá cũng vậy, cứ dồn đơn 600k được miễn ship và còn được tặng kèm quà tặng. Quà tặng là dây chuyền như thế này nha cả nhà. Và quà tặng là những cái sợi dây chuyền như thế này nha. Dây chuyền to to hơi bị chất lượng luôn cả nhà. Đó, tuy rằng giá tiền này không có bao nhiêu nhưng cũng là quà bên shop em gửi tặng đến các chị mình. Đó, rất là xinh luôn ha. Rồi, rất là đẹp. Rồi, bây giờ em lên váy số to chị yêu ơi, giờ lên váy số to cho mình nè. Em đang mặc trên người 1360 nha. Chị Nguyễn Sương 1374, 1375 có đơn. Bình thường á chị Nguyễn Sương mua một cái đầm là 300 á, ngày hôm nay á mình đặt hai cái có 200k thôi. Hàng thì y chang em đang mặc vậy đó, mình về nhà kiểm tra hàng đúng hàng đúng mẫu luôn á. Rồi, bây giờ ha, em thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. Rồi chị Bùi Thị Liên có đơn hàng luôn, 1369, ủa 1369 hay 1360? 1369 hay 1360? Chị Trần Mỹ Tánh là 1360 48kg vừa nè. Đó, comment cái chừng lộn đó nha, bấm là lộn mất tiêu luôn á. Xe M hên xui á chị, xe M thì có tùy mẫu, giống như có mẫu á thì eo của xe M nó chỉ có 65, 68, nhưng mà có mẫu xe M lại được tới 70, 75.
tùy mẫu đó chị. Thì cái mẫu đầm này size M sẽ được 68 nha. Đó, rất là đẹp. 1360 size M được 68 nha. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1360 em đó. Em thấy mình comment là em thấy hơi sai sai là em nhắc cái chị mình liền. Các chị mình cố gắng nha, đặt hàng mình comment xong rồi mình coi lại giùm em đúng mã hay không. Đó, đúng mã hay không nha. Rồi, em đang mặc trên người nha. Mã sản phẩm là DA 13 tự nhiên quên mã ngang cả nhà ơi. 1348. Em sale luôn nha. 139.000 đồng. 139.000 đồng, 40 tới 66 kg, eo tới là eo 88 đỡ về. Cái đầm này em đo rồi nè, eo được 88 đó nha. Rồi chị nào đặt hàng comment ngay cho em 40 tới 66 kg, eo 88 đổ về nha, rất là đẹp luôn. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm cho em, bên em tư vấn cho hàng chờ size, cổ tim nha, chất liệu vải ren, ren kim sa. Bữa em nói cái đầm này các chị ơi mua về nhà để dành Tết mặc. Mấy chị các bên em nói là nôn Tết mà em không biết là hả đợt này tới bao giờ cả nhà ơi, thôi mua để dành Tết mặc cả nhà. Màu đỏ đỏ này, chiếu chiếu nè, rất là xinh luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348 nha. Sale luôn còn 139.000 đồng, 139.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em nha. 1348 với số điện thoại cho em. Bên em hiện tại vẫn còn giao hàng toàn quốc nha cả nhà ơi. Bên em hiện tại vẫn còn giao hàng toàn quốc nha. Rồi, mặt đầm này mặt nóng không? Không, đầm ren không nóng. Đầm ren này không nóng. Đầm ren này đảm bảo không nóng cả nhà yêu nha. Trời rất là mát luôn đằng khác. Trời, chị thấy nó lỗ lỗ không chị ơi? Nó lỗ lỗ tùm lum tà la đây nè. Đó, không có nóng đâu chị à. Đây, cái phần tay nè em may về cho mình mà thoải mái. Bên trong thân áo em có lót thun cô tông, nhưng mà lót từ đây xuống tới đây thôi. Đó, lót cho mình một khúc ngay cái chỗ cần lót thôi. Mặc rất là dễ chịu luôn, đàn khác luôn á chị, mặc thích lắm. Bữa hỏi em bán 300, hôm nay chị khách nào đặt hàng em xả kho còn 139.000 đồng luôn. 139.000 đồng y chang đang mặc trên người vậy nè. Y chang vậy đó cả nhà ạ. Rất là đẹp luôn. Ren nha, ren có phối kim sa cho mình nè. Bo eo, dáng đầm body đuôi cá. Phía trước sẽ có phối cho mình nút ngọc trai nha cả nhà. Nguyên hàng cúc không có cài được. Cài được là lộ hàng liền. Ngay cái chỗ này mà cài được là ngồi xuống là thấy liền ha. Cho là cái này thì em chỉ là để 33 tuổi không sao. Đồng mà sóc em đồng trung niên cả nhà nha. Đồng sóc em đồng trung niên. Chỉ có mẫu mặt like là 20 mấy tuổi thôi. Nhưng cả nhà mình yên tâm, em cũng bon chen đồng sóc em dữ lắm. 1354 259.000. Mặt ren hoa xanh đi em. Ren hoa xanh. À là cái nào chị? Cái này hả chị? Ý chị nói này đúng không? Cái này màu tím. Cái này màu tím chị yêu nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348 139.000 đồng. Chị Huỳnh Thị Diễm My 1348 nè. Chị Nguyễn Thu dồn đơn nè. Váy em mang có bán không? Có chị yêu nha. Em đang bán hàng nè chị. Có luôn, đủ size cho mình 40 cho tới 66 kg. Eo tối là eo tầm 88 đổ về. Mẫu đang mặc trên người 1348. Bây giờ em chuẩn bị thay mẫu nha. Đầm này eo tới 88 nha cả nhà. Đầm này eo tới 88 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Một màu duy nhất rất là đẹp luôn. Đẹp lắm đó nha cả nhà. Không đặt hàng hết là uổng có 139.000 đồng thôi. 139.000 đồng chốt đơn luôn. Chị nào chưa có nhanh tay đặt sớm. Em tư vấn chị hàng chờ size. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục. Đây, cái đầm này lên màu cam cam cho tôi cả nhà ơi. Cái đầm này có 99.000 đồng. Tím có sao không chị? Tím có 5-7 kg à? Tím 5-7 kg đổ lại. Tím là em bán á, tím là em về lại thêm á. Trước đó em bán hết trơn rồi. Tím là em còn sót vải, cái em may thêm về cho mình thêm chút. Đâu rồi, tím em giục đâu mất tiêu rồi ta. Rồi bỏ ra. Đây đây, cái tím này á là trước đang có về rồi. Xong sau đó là mấy chị khách em hỏi quá trời hỏi đi. Đó, bên xưởng em còn sót là ít vải thì em may về thêm cho mình chút thôi. Chứ không phải là, cũng không phải là về của đợt này nữa. Về của đợt này là cái màu đỏ. Cho nên là màu đỏ nó mới còn hàng thôi. Còn màu tím là chỉ về thêm cho mình chút xíu à. Tầm vài trăm cái. Đó thì hiện tại nó còn sót lại size L thôi ha. Tím thì 5-7 kg, chị nào mặc vừa màu tím comment phía dưới em bán mã. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1329 cả nhà ơi. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1329 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm, cổ tim luôn, có phối với cả nhà mình nút ngọc phía trước. Nút ngọc xung quanh viền đá nha. Tay ngắn qua eo dáng đầm phong xòe nha. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm sớm cho em. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. 1329, 99.000 đồng. Cái đầm
làm này là không có xa lạ gì với các chị mình nữa. Và em biết chắc rằng một số chị đến với bên shop em ngày hôm nay chắc cũng nhờ cái đầm này mà tới đúng không? Đầm này hôm nay em sale 99.000 đồng và báo với các chị mình một tin luôn là nó chỉ còn có hai size M với L thôi. M với L, hàng đẹp đúng mẫu đúng không cả nhà? Các chị nào nhận được hàng mẫu này từ bên em chưa? Bữa hổm live sale cho cả nhà mình mà hồi hộp, phải nói hồi hộp từng giây từng phút luôn cả nhà ơi, tại vì hôm đó là nó có đủ size. Hôm đó cái em đầm này là đủ size. Đó, xong rồi em mới báo với các chị mình là các chị ơi đặt liền trong live của em có 5 phút thôi. Xong các chị mình đặt rất là nhiều và hiện tại em chỉ còn sót lại size M với lại size L thôi, 40-55kg. Rồi ngày hôm nay em sale luôn nha, là 99.000 đồng. Đầm này cổ tim nè cả nhà, có phối cho cả nhà nút ngọc xung quanh viền đá nha. Nền vải là màu vàng cam và có phối cho mình họa tiết bông lúa như thế này. Thì khi mà mình nhận được hàng về nhà, mình dỡ cái mẫu đầm này 99k ra, cả nhà mình thấy nó y chang như em đang mặc trên người thì chắc chắn là cái chị mình rất là mê đúng không ạ? 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người, 1329 mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1329 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1329 với số điện thoại đặt hàng liền, bên em tư vấn và chị hàng chờ size nha. Rất là đẹp luôn, có co giãn nhẹ nhẹ nha cả nhà, một lớp hai túi khóa kéo phía sau, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1329. Mặc đầm ngắn đi em, chị Nguyễn Ngọc Anh. Thích đầm ngắn là lên đầm ngắn liền đó nha. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái em đầm đầm ngắn mà phải sale rẻ, ngắn mà sale rẻ cho mình nữa nha. Nói chung thì toàn bộ đầm mới shop em là đều đang sale rẻ hết dưới 200k. Đó thì trừ những cái mẫu mới về tức thì nắm hỏi luôn. Đầm vừa rồi chị mua 139, đầm này vừa rồi chị mua 139k, chị Lê Thị Giao Linh em sale rồi á là 139 rồi đó. Nhưng mà hồi bữa có like đặc biệt 5 phút thì em sale cho mình là 99k, rất là rẻ luôn, 1329 99k. Màu vàng cam này mặc lên rất là trắng nha cả nhà. Nhiều chị ngại á là màu vàng cam mặc lên có đen hay không. Em thấy cái màu vàng cam này mình mặc lên nó hắt lên da mình đó, là đánh bật hai tông da luôn á, mặc lên rất là trắng luôn. Xem chiếc đầm treo một mình đằng sau bạn ơi, treo một mình cái em này đúng không? Rồi ok, chờ em xíu nha, em lên cái đầm mà ngắn ngắn cho chị khách bên em xem và em sẽ lên đầm một mình nha. Đầm một mình em mới vừa về đó, hàng hot mới về, giá 300. Rồi dán chữ A ý, chị Nguyễn Ngọc Anh A, đầm ngắn dán chữ A. Ngứa mũi. Rồi cái này đúng không chị? Đầm ngắn dán chữ A là có mẫu này. Đó, cũng 139k thôi. Chị nào chưa có đầm này của em đây thì mình đặt hàng sớm 1329 99.000 đồng nha. 1329 99.000 đồng đang sale nha cả nhà, giá cũ thì em bán cao hơn chắc chắn rồi. Hôm nay là sale đồng loạt cho cả nhà mình luôn. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Đây, đầm ngắn dán chữ A thì có cái mẫu đầm này là hơi bị xịn luôn nè cả nhà ạ. Em chào chị Na Nguyễn nha, chị khách nào mới vô có chấm bài cho em, chấm thử coi coi là có nổi lên hay không, hay là bị ẩn mất tiêu rồi đó. Facebook dạo này bớt tương tác dữ lắm nha cả nhà. Nhiều khi hả, coi một buổi rồi cái xong vô comment cái bị Facebook nó ẩn mất tiêu. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1379 nha, em có hai màu lận. Đó, đầm dán chữ A, rất là đẹp luôn. Cái đầm này thì hoàn toàn không kén dáng và không có kén da. Cái màu này thì cực kỳ dễ mặc luôn và cái form thì không có kén dáng gì hết trơn á. Đó, dáng chị nào gầy gầy hoặc là mình hơi tròn một xíu mặc lên thì nó cũng thành form như vậy hết. 1379 là màu đen, 1380 là màu xanh, 40-64kg, eo tối là eo tầm 84 đổ về và đang được sale còn 139.000 đồng thôi. 139.000 đồng thôi cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào của em đặt hàng sớm. Cả nhà mình nghe kịp mã không ạ? À? Chị nào nghe không kịp comment phía dưới lại dùng em nha, em báo mã lại. Chị nào nghe không kịp comment phía dưới nha cả nhà. Rồi, 1379 là mẫu đang mặc. 1379 là mẫu đang mặc. Váy ren đen mã bao nhiêu vậy em? À, váy ren đen chưa mặc nữa chứ. Sao mẫu đầm này lên ren đen được không? Ôi rất rồi. Rồi. Ren đen chưa mặc nữa chứ. Để sau mẫu này em mặc nha mình ren đen. Chờ em xíu nha. Ren đen 1344, ren đen mã 1344 xe 129. Nhưng mà cái form nó nhỏ, lát hồi em mặc lên em giới thiệu cho kỹ hơn một chút. Rồi em đang mặc trên người đầm này còn 3 size M, L và XL nhưng mà cái form nó to. Cái form nó to cho nên là 40-64kg. Cái đầm này em đang mặc cái size M mà nó to như thế này. Nhưng mà to mình mặc lên nhìn nó không có thùng thình, mà ngược lại nó rất là đẹp và nó rất là sang luôn đúng không cả nhà ơi. 139.000 đồng thôi, cái này form chữ A nha. 1379 là mẫu đang mặc, 1380 là cái đang cầm đây, cái đang cầm.
là hai mã, hai màu là hai mã, ba màu là ba mã luôn đó. Tuy rằng nó rất là giống nhau nhưng mà hai màu là hai mã nha cả nhà. Đặt hàng comment phía dưới cho em mã số với số điện thoại 1379 là màu đen, 1380 sẽ là màu xanh cho em, đồng giá luôn 139.000 đồng đang sale. Giá cũ bình thường em bán 259.000 đồng, đáng lấy ra thì cũng không bán giá cũ làm gì cả nhà ơi. Nhưng mà một số chị mới vừa biết đến mà shop em, nhiều chị sợ những cái đồng này sao có 99.000 đồng trăm mấy, không biết mua về chất lượng ra sao, thì cả nhà em báo luôn là những mẫu đồng này em đã từng bán 200 mấy 300 mấy hết rồi. Và ngày hôm nay trong cái đợt này thì xả hàng cho cả nhà mình, cho cả nhà mình cứ yên tâm về cái chất lượng của nó. Cả nhà mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và ngoài ra cũng như bình thường cả nhà mình dùng đơn 600.000 đồng được miễn ship và có thêm quà tặng tặng kèm. Rồi ok ha, bây giờ em sẽ thay cho mình cái mẫu ren đen. Các chị ơi, sọc caro đen trắng em đang mặc mã 1379, còn sọc caro màu xanh mã 1380 cho em nha. Nhớ mã giùm em, còn chị nào không nhớ mã thì mình comment lại, em sẽ báo mã lại cho mình. À, chị Mai Anh, rồi ok, có đơn hàng chị Mai Anh nha. Vừa chị ơi, 40-64kg, em tối đa 84 đổ về, có gì bên em tư vấn thêm. Đặt trước thì có size trước nha cả nhà, còn đặt muộn thì nó hết size. Mấy cái đầm này thì em không đảm bảo sẽ còn đủ size cả nhà. Rồi, tiếp tục nha. Em đang mặc trên người 1344. Dễ thương lắm cả nhà ơi, cái đầm này dễ thương lắm luôn nè. Mẫu đang mặc trên người 1344 nha, đầm ren màu đen, cổ tròn nha, tay ngắn, bo eo dán đồng phong xòe hai lớp kèm hai túi, khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1344. Em sale cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 129k thôi, rất là rẻ luôn. Rồi 40kg cho tới là 52kg thì em tối đa 72 đổ về. Cái đồng này thì cái form nó bị nhỏ, cho nên chị nào đặt hàng thì mình phải comment kỹ lưỡng phía dưới cho em, đo kỹ cho em cái mẹ cái eo, đo kỹ cho em cái eo vô, không đo kỹ cái eo là ha chật liền luôn á cả nhà ơi. Rồi bây giờ ha, mẫu em đang mặc trên người 1344. 1344 ngày hôm nay em xem 129.000 đồng, size M eo 62-67, size L eo từ 68-72. Rồi chốt đơn luôn 129.000 đồng, thì hàng rất là đẹp, cái hàng này thì rất là xinh luôn á cả nhà. Đây nhìn giúp em ren hoa như thế này ha, đồng này thì cái chất ren này nó đứng form, cái chất ren này nó đứng form nha. Hai lớp kèm hai túi, phần eo sẽ có phối cho mình dung kim tuyến. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là ra 1344 nha. Chị khách nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1344 với số điện thoại E72 mặc L, E72, E73 là mặc chọc, E73 là mặc chọc, E72 đổ về mặc vừa size L cho em. Đó, eo 62 cho tới 67 thì mình mặc size M. Có đồng nào ngắn nè, bữa mặc chị chọn cái nữa, ngắn nữa hả chị? Ngắn nữa hả chị ơi? Chọn thêm cái nữa đúng không? Như chị thích cổ thì sao? Chị thích cổ, chị thích đây, ngắn nữa có đây. Cái này cổ lọ, cái đầm này cổ lọ nha. Ngắn nữa nè, trên gói nè, cổ lọ nè. Hay là chị thích cái dáng này, hay là chị thích cũng ngắn nhưng mà sọc caro. Ngắn sọc caro, mấy cái đầm này có trăm mấy nè cả nhà, đang sale nè. Rẻ muốn chết luôn á. Chị nào chưa có cái việc đặt hàng đây, cái này ngắn nữa nè. Không phải body thì có cái cổ lọ này nè, có cái đầm caro này nè. Đó, với lại cái đầm mà caro xám này nè. Đó thì nó ngắn, cái form nó ngắn. Hồi bữa em về nhiều đầm ngắn lắm mà ta ơi, giờ tự nhiên cái quên ngang. A. À, đây, sơ mi hoa nhí ngắn nữa nè. Sơ mi hoa nhí ngắn nữa nè chị. Đó. Rồi thì có xương xương mấy mẫu vậy đó. Còn lại thì chưa nhớ ra. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1344 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm. Size M, eo từ 62-67. Size M của 1344, eo từ 62-67. Size L, eo từ 68-72. Chị nào E73 mặc chắc chắn sẽ chọc. Cho nên các chị nào mà E73-74 thì mình không đặt hàng lại sẽ chọc đó nha cả nhà. Rồi sale luôn cho mình luôn với mức giá chỉ có là 129.000 đồng, 129.000 đồng nha. Mặc cổ lọ đi em. Rồi cổ lọ hôm nay em sale luôn, cổ lọ là 1378 nha. Cổ lọ 1378 nha. Rồi chị nào chưa có cứ việc đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chị hàng giờ sai mã số với số điện thoại nhưng mà được. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1m65-67kg không vừa chị yêu ơi. Quan trọng là chị đặt cái mẫu nào nữa. Nếu như chị đặt cái em đang mặc trên người thì cái này hiện tại em bị lẻ sai rồi, cho nên là chị mặc sẽ không còn vừa nữa nha. Chứ đủ sai thì cũng có thể vừa.
Rồi bây giờ em lên cái cổ lọ. Nhưng mà quan trọng là chị phải đo cái eo. Các chị mình đặt hàng đo eo ở trên rốn 5 phân nha. Không đo ngang rốn, không đo dưới rốn nha cả nhà. Đo phải đo ở trên rốn cho em. Ngay cái phần nhỏ nhất ở trên rốn đó thì mình cứ đo ngang ngang khuỷu tay. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1378 nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1378. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1378 với số điện thoại cho em 149.000 đồng. 149.000 đồng đầm cổ lọ như cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Tay ngắn nè, dáng đầm xè xè cho mình đây. Chất liệu vải poly hai da co giãn 4 chiều. Bên trong em có bộ đồ cả nhà, mặc lên nhìn hơi cỡ một chút. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1378. Em sale luôn 149k cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 40-66kg, eo tối đa 86 độ về. 40-66kg, eo tối đa tầm 86 độ về nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1378 nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1378. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn 1378 với số điện thoại cho em 149.000 đồng. Đó, cái cổ này thì chấm bi. Cái cổ này em may cho mình chấm bi ha. Rồi còn cái thân á thì em sẽ may cho mình sọc nhỏ nhỏ như thế này. Đó, váy hơi ngắn ngắn như thế này nha. Rồi sale luôn cho cả nhà mình. Với mức giá chỉ có là 149.000 đồng thôi, 149.000 đồng. Đầm này đẹp cổ cao quá. Dạ đúng rồi chị, cái đầm này đầm cổ lọ. Đầm này đầm cổ lọ ha, chị thích cái đầm mà dày được không? Phong phong cũng vậy nè. Cũng poly y chang vậy luôn, nhưng mà cái cổ này thì cổ tròn, được không? Cũng đẹp y chang vậy á. Rồi tại em đang mặc trên người cái cổ lọ thì cổ nó phải cao. Rồi em đang mặc trên người nha. 1378, đầm đang mặc trên người 1378. Chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm cho em. Comment ngay cho em là 1378 và kèm với số điện thoại đặt hàng liền. Em tư vấn chữa hàng, đừng quên chia sẻ livestream cho em 3 lần nha. Chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai 1378 xem 149.000 đồng. Để em mặc cho chị cái đầm kia đi. Cái đầm kia thì cái cổ nó thấp hơn. Cái cổ kia thì cổ tròn. Cái cổ kia thì cổ tròn. À, mặt nó cái cổ nó thấp hơn cũng đẹp lắm chị, chất poly vải dày dặn nha, cầm về nhà cầm một cái là nặng tay luôn á cả nhà ơi, rất là đẹp. Rồi chị Ni Trần và Hồng Lan có đơn hàng nha, không có màu khác chị ơi, có màu à, có một màu thôi. Em chào chị Phạm Thị Hồng nha, chị nào mới vô like của em chấm bài tương tác cho em cái nha cả nhà. Ôm đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm luôn, bên em tư vấn và chị hàng chiều sai cả nhà ơi. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1383 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1383. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1383 với số điện thoại cho em là được luôn. Cổ tròn nha cả nhà. Cổ tròn tay ngắn nha, bo eo nè, dáng đầm ôm suông cả nhà ơi. Xuất sắc chưa? Mẫu đang mặc trên người cổ lọ bao nhiêu ký? 40-66kg chị Nguyễn Xuân nha. Cổ lọ 40-66kg, eo tối đa eo tầm 88 độ về. Ôi, eo tối đa eo tầm 86 độ về cho em. Cổ lọ mã sản phẩm là 1378 nha. Cổ lọ mã là 1378 cho em. Cổ lọ mã 1378 cho em. Còn nếu như không thích cổ cao như cổ lọ này thì em sẽ có cái mẫu đang mặc nha. Cái em đang mặc thì body công sở. Cái em đang mặc trên người, cái này là 1378 nha cả nhà, nhớ mã nha. 1378 là cổ lọ, 149.000 đồng, 40-66kg, eo tối đa 86 độ về. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383, đầm này body công sở cả nhà ơi. Đầm này cổ tròn, tay ngắn nha, dáng đầm ôm suông như thế này. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1383, chất poly hai da cho cả nhà mình đây. May một lớp kèm thêm hai cái túi khóa kéo phía sau. Em sale luôn còn 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383. Chị nào chưa có thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em. Váy em mặc đứng gần xíu đúng không? Ok chị luôn. Váy này thì chất poly, co giãn nhiều nha. Co giãn nhiều nha cả nhà ơi. Đó, không sợ nhăn nhào chạy nhào vậy gì hết. Và họa tiết nó sẽ là như thế này, tường đường may mũi chị rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Kèm thêm cho mình hai cái túi thật luôn nha cả nhà. Đó, nút ngọc như thế này. Xuất sắc, 199.000 đồng nha. Co giãn nhiều cả nhà nha, co giãn siêu nhiều luôn á. Rồi sale luôn cho các chị mình 199.000 đồng nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1383.
Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1383, chị khách nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1383 với số điện thoại đặt hàng liền. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi sale luôn ha. Rất là đẹp luôn. 199.000 đồng. Rồi 199.000 đồng mẫu ram này cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Ưng nằm nào đặt hàng thật là sớm nha cả nhà, bên em tư vấn chưa hàng chờ size. Đứng gần cho mình xem kỹ cái họa tiết nữa nè, có những nhiều cực kỳ ha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1383, mẫu đang mặc trên người 1383 sale luôn 199.000 đồng. Hàng đẹp chất lượng cả nhà ơi. Hàng đẹp chất lượng luôn, mê mẩn luôn. Lên nằm 99k nha cả nhà. Chị nào chưa có đồng này đặt hàng sớm chị Trần Nguyên, có đơn hàng cho chị Trần Nguyên luôn 99.000 đồng luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm chị Trần Nguyên 1360 là 99.000 đồng, nhưng mà em của nó là chỉ có eo 68 thôi nha, chứ không có eo to. Còn cái em đang mặc trên người á thì eo tối đa 84-85 đủ về, mã sản phẩm là 1383 nha cả nhà. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đồng khác nữa ạ. Thích đồng nào đặt hàng thật sớm nha cả nhà ơi, bên em tư vấn chốt đơn hàng luôn. Bây giờ lên thêm cho mình xem các em đồng khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1346 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1346. Đầm này cổ tim, tay ngắn, dáng đầm chữ A nha cả nhà. Đầm này em may 7 mảnh nha. Phía trước sẽ là phía trước sẽ là 3 mảnh và phía sau sẽ là 4 mảnh. Đầm này 7 mảnh nha cả nhà. Hôm nay em sale luôn 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1346 sale luôn 99k. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha cả nhà ơi, 1346 với số điện thoại cho em. 1346, đầm này còn size M nha cả nhà, 40-52kg em tối đa tầm 72 độ về. 40-52kg em tối đa tầm 72 độ về cả nhà ơi. Lụa mango co giãn nhẹ. Gam này gam màu nâu, nãy giờ chưa có lên cái đầm nào gam màu nâu đúng không? Mỗi mẫu là một vẻ đẹp khác nhau nha cả nhà ơi, không có cái đầm nào giống nhau hết. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1346, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346 nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1346 với số điện thoại có co giãn nhẹ nhẹ luôn, chất lụa mango cả nhà ơi. Nền vải sẽ là màu nâu có phối hoa cho mình nè. Đó, cổ này thì là cổ tim nha, tay ngắn, đầm 7 mảnh nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1346 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346 99.000 đồng cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm luôn. Đừng quên chia sẻ livestream cho em 3 lần nha cả nhà, chia sẻ lên tường nhà của mình, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai bên em tư vấn và chị hàng giờ size. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1346 em chốt đơn hàng luôn. 99.000 đồng cho các chị mình luôn nha. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Em có cái đầm bông lúa này nè cả nhà ơi, có đủ size tới 66kg, eo là được tới 86 luôn nè. Cái đầm bông lúa này nè cả nhà. Rồi em chào chị Hà Cát luôn ạ. Rồi mẫu ra mặt trên người 1346 nha. Dạ đầm này em chỉ có một màu thôi. Em đứng gần cho mình xem cái hoa của nó nha. Nền màu nâu nè, hoa hồng màu cam cam nè. Phía trước may 3 mảnh nè cả nhà. Phía trước là 3 mảnh. Sau luôn cả nhà mình chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1346 với số điện thoại cho em là ok. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Ân đầm nào mình đặt hàng thật là sớm cho em, bên em tư vấn trước đơn hàng cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ em thay tiếp cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác. Lên cho mình cái đầm bông lúa rất là xinh luôn cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325 nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1325 cả nhà ơi. Đầm này cổ tim nè, tay lỡ ba eo, dáng đầm phơm xòe. Em may một lớp nha, kèm thêm cho mình hai cái túi, khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng luôn. Rồi ngày hôm nay em sale luôn cả nhà ơi, 129.000 đồng, 40-66kg, eo tối eo tầm 86 độ về. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1325. 1325 em sale luôn 129k.
1325 em sale luôn 129k. Chị nào chưa có làm này đặt hàng sớm 40 cho tới 66kg. Eo tối là eo tầm 86 đổ về. Chị khách nào chưa có làm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Anh em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã hàng với số điện thoại cho mình ok cả nhà ơi. Đẹp luôn cả nhà. Xuất sắc luôn á. Có cò giãn nhẹ cho mình nè. Lụa mango nha. Làm này lên form rất là sang. Em mang cho mình một lớp kèm theo cho mình hai cái túi này cả nhà ơi. Nền đen có phối cho mình à. Ông lúa như thế này nha. Xin hai cả nhà, em cao 1m65. Rồi mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1325. Hôm nay đặc biệt sale luôn, đầm này bình thường em bán là 259 đó cả nhà, bình thường bán cũng rẻ 259 thôi. Hôm nay em chốt đơn hàng giá ưu đãi cho cả nhà mình luôn là 129.000 đồng. Là 129.000 đồng mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1325. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1325 kèm số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi, 129.000 đồng nha. Em chào chị Nhi Nhi luôn ạ. 1325 129.000 đồng cả nhà ơi. À, chị Nguyễn Duyên có đơn hàng 57kg mặc XL chị yêu nha. 57kg mặc XL. Cổ tim có phối cho cả nhà mình nút vuông gỗ phía trước, nút này cách điệu thôi không có cài được nha cả nhà. Đó, tay lỗ cho mình bao eo, dáng đồng phong xè luôn. Rồi hôm nay sale cho cả nhà mình luôn 129.000 đồng thôi. 129.000 đồng mẫu đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1325, 129.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có làm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chị hàng chờ xa luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chị hàng chờ xa cho các chị mình luôn nha. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1325, 129k. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Lên cái đầm này đi, sale luôn cho cả nhà 99k. Đầm chiếu chiếu lấp lánh nha, rất là dễ thương luôn. Rồi, còn chị nào chưa có nữa không, tranh thủ liền. 61kg mặc vừa chị, đầm này thì có size tới 66kg luôn mà. 40-66kg luôn. Eo tối đa thì eo tầm 86 đổ về thì mình sẽ mặc rất là đẹp luôn nha chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1325, 129k nha, 129.000 đồng. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa ạ. Ơn đầm nào đặt hàng thật sớm nha em luôn, em tư vấn và chị hàng chờ sai luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác. Tiếp tục cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1345 nha. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1345 nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1345 với số điện thoại cho em. Em sale cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Cái đầm này mẫu đang mặc trên người 1345 nha cả nhà, 99.000 đồng thôi à. Đó, 40-52kg. 40-52kg cả nhà mình sẽ mặc vừa nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1345. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1345 với số điện thoại đặt hàng liền. Bên em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. À. Đẹp mê luôn cả nhà ơi. Có 99.000 đồng thôi, 40-52kg. Đầm này còn size M nha. Chất liệu vải Ataxi kim tuyến ánh nhũ nha cả nhà ơi. Đầm này chất liệu vải Ataxi kim tuyến ánh nhũ nha. Mẫu đang mặc trên người 1345. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1345 nha cả nhà ơi. Cổ đổ cho cả nhà mình luôn ạ. À. 99.000 đồng, 99.000 đồng mã sản phẩm 1345. 1345 sale luôn 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. 1345 với số điện thoại cho em là ok cả nhà nha. Chị nào chưa có cái em đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, anh em tư vấn và chị hàng chờ xa. Cả nhà mình đừng quên chia sẻ livestream giúp em nha các chị ơi. Mình chia sẻ lên tường nhà. Ui trời sao đứng rồi. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai, bên em tư vấn chốt đơn hàng giá ưu đãi luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1345 hôm nay em sale luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Rồi 99.000 đồng thôi cả nhà ơi, mẫu đang mặc trên người 1345, mẫu đang mặc trên người 1345, 99.000 đồng. Đầm body cho cả nhà mình đây, body cổ đổ. Đẹp xuất sắc luôn, có 99.000 đồng thôi. Chị nào mình chưa có đầm này tranh thủ ra hàng thật là sớm, anh em tư vấn chưa hàng cho cả nhà mình luôn 99k nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Bây giờ lên cái mẫu đầm nào cho mình đi ta. Lên cho cả nhà mình cùng xem cái đầm này đi. Ủa, hồi nãy nhớ để đâu rồi. Rồi chờ em chút xíu nha cả nhà.
Tiếp tục lên thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm chấm bi nha cả nhà. Đầm chấm bi này hôm nay đang sale. Mẫu đang mặc trên người 1345 cả nhà. Em sale cho cả nhà mình luôn 99.000 đồng nha. Rồi em chào chị Huỳnh Sơn nha. 40-52kg mình sẽ mặc vừa. Lên cái em đầm khác có size tới 66kg để cho cả nhà mình dễ đặt hơn một chút xíu. Đây mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1361 nha. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1361 cả nhà ơi. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Thiết kế đầm này sẽ là cổ đắp chéo nha cả nhà. Cổ đắp chéo nha, tay lỡ nha, bo eo, dáng đầm body. Đầm này thì chấm bi cho mình, chấm bi li ti, chất Ataxi nha cả nhà ơi. Chất Ataxi phối cho mình thêm ánh nhũ, màu này màu vàng đồng nha. Chất Ataxi phối ánh nhũ màu vàng đồng nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm này giùm em. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn nha. Mã số với sáng nào em tư vấn chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361, hàng này đủ size nha cả nhà ơi. 1361, hàng này đủ size cho cả nhà mình luôn. Em sẽ có cho mình size M, L, XL với lại XL 40 cho đến 66kg. Eo tối là eo tầm 86 đổ về cả nhà nha. Trời ơi, mặc cái đầm này nó rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Xuất sắc luôn, nhìn rất là sexy luôn cả nhà. Là phía sau nha, còn là phía trước của em. Đó, chân váy sẽ mang cho mình theo cái kiểu hình bức nụ như thế này. Đẹp xuất sắc cả nhà ơi. Rồi 159.000 nha, mẫu em đang mặc cho người. Mã sản phẩm là DA1361. 1361 hôm nay em sale luôn. Còn 159.000 đồng cả nhà ơi. Chị nào chưa có là mày đặt hàng sớm sớm cho em. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. 1361 với số điện thoại cho em nha. 1361 với số điện thoại cho em. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai. Thiết kế là mày sẽ là cổ đắp chéo, tay lỡ luôn. Chất Ataxi kim tuyến nhũ thì sẽ có co giãn 4 chiều nha cả nhà. 40-66kg eo tối đa tầm 86 độ về nha. 40-66kg eo tối đa tầm 86 độ về. Mặt rất là đẹp cả nhà ơi, xuất sắc. Đó là body cho mình ha. Phía trước thì sẽ có sẻ tà nè, nhìn giống như cái bức hoa vậy cả nhà. Còn phía sau thì bình thường, phía sau bình thường không có sẻ gì hết. Rồi là màu cam đó không chị. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình xem thử cái là màu cam nha. Các chị mình chưa có cái mẫu đầm nào của em cứ việc comment phía dưới cho em nha cả nhà. Bên em tư vấn chợ hàng luôn. Đó, muốn em lên cái mẫu đầm nào cứ việc comment phía dưới em sẽ mặc lên cho mình coi luôn ạ. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1361. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1361, em sale luôn 159.000 đồng nha cả nhà. 159.000 đồng. Rồi chị Nguyễn Thị Thanh Thúy có lên hàng luôn 159k nha. Em chào chị Hạnh Huỳnh, chào cả nhà mình mới vô. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa đây ạ. Rồi, lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác. Bạn cho xem chiếc đầm màu đen xem nào. Chiếc đầm màu đen. Đầm này màu xanh đen chị yêu nha. Cái này là màu xanh đen. Đó, màu xanh navy, xanh đen. Cái đầm đó thì giá là 300-299 nha chị Lận Thầm. Cái đầm ở trước là vải nhung màu xanh đen. Rồi, còn bây giờ em đang mặc trên người. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1397. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1397. Hôm nay các chị mình đặt hàng em sale luôn. Với mức giá chỉ có là 199.000 đồng thôi cả nhà ơi. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1397. Ngày hôm nay em sale luôn còn 199k. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. 1397 với số điện thoại 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người 199.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em nha. Cổ vét nha cả nhà ơi. Cổ vét bao eo, dáng xòe như thế này. May cho mình là một lớp kèm thêm cái túi. Khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1397. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1397 với số điện thoại cho em. 199.000 đồng. 199.000 đồng cái mẫu đầm này thôi. Đẹp xuất sắc này nhà ơi. Mềm nha, chất liệu vải cô tông lạnh nha. Cái đầm này á thì đây là hàng em may xuất khẩu nha cả nhà. Đây là hàng em may xuất khẩu cả nhà ơi.
Đợt này không có còn xuất khẩu gì nữa hết rồi. Đang sale luôn còn 199.000 đồng thôi. Màu cam rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, nền vải màu cam như mình nè, phối cho mình nguyên một cái hàng cúc cũng cùng màu luôn ha. May một lớp kèm thêm cái túi, khóa kéo thì nằm đằng sau lưng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1397. Hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình 199.000 đồng thôi. 199.000 đồng, chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em. Em tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. 1397 với số điện thoại cho em. 199.000 đồng nha cả nhà. 199.000 đồng. Chị Ngô Thùy Dung có đơn hàng luôn 199.000 đồng cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1397. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Em tư vấn chốt đơn hàng 199 nha. Dạ chị Ngọc Tuyền 55kg có đơn hàng. Dạ đầm này thì em chỉ có một màu thôi. Đầm này bán hết trơn rồi còn có một màu thôi à. Bây giờ lên cho mình thêm cái em đầm này đi sale luôn 99k cho cả nhà mình ha. Đó, chị nào mình chưa có cái mẫu đầm nào cứ việc comment phía dưới bên em tư vấn chốt hàng luôn. Mã số kèm số điện thoại bên em tư vấn chốt sale. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1397 nha cả nhà. Lên cái mẫu đầm này sale luôn 99k cho cả nhà mình đây. Ơn đầm nào đặt hàng thật sớm nha. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai. Mã hàng với số điện thoại cho em là ok. Chị Phương Phương có đơn hàng size M luôn ạ. Rồi, thay tiếp cho mình xem một cái em đầm khác. Chỉ có 99k cho cả nhà mình thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1364 nha cả nhà ơi. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1364 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, em sale luôn 99.000 đồng nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1364. Chị khách nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Cổ tròn cả nhà nha. Có mẫu đầm nào cổ kính không em? Cổ kính là chị thích sao? Chị thích cổ sơ mi à. Hồi nãy thì em có lên cái cổ này nè, cái cổ lọ cho mình nè. Hồi nãy em có lên cái cổ lọ cho mình. Chị có giá là 149.000 đồng thôi. Thì chị Nguyễn Ngọc Anh có thích cổ lọ hay không? Hay là chị thích cổ sơ mi? Đó chứ chị, cổ kính em có chứ. À hay là chị thấy cái đầm này có cái nơ, cái này cũng cổ kính này, có cái nơ dễ thương lắm. Nãy em chưa có mặc lên, để em mặc lên cho chị xem nha. Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người, em đang mặc trên người mã sản phẩm 1364, em sale luôn 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1364, các chị ơi đừng quên chia sẻ like cho em nha. Nãy giờ chị khách nào chưa chia sẻ, mình tranh thủ chia sẻ để được áp dụng giá sale nha cả nhà. Chứ mình đặt hàng một buổi trời mà mình không có chia sẻ là rồi các bạn không có chốt đơn cho mình đâu cả nhà ơi. Rất là ổn luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1364. Hôm nay em chốt đơn hàng cho cả cổ lọ mã là 1378 nha. Cổ lọ mã 1378 nha chị. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364, đầm này em sale luôn 99.000 đồng. Sale luôn 99.000 đồng, đầm này còn 2 size M và L, 40-52kg, em tối đa 72 đổ về. Em chào chị Nguyễn Xuân ạ. Các chị ơi đang theo dõi like của em chấm bài tương tác cho em cái nha. Ơn đầm nào đặt hàng thật sớm, bên em tư vấn chờ hàng chờ size. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1364, em sale luôn cho cả nhà mình là 99.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người sale luôn 1364, 99.000 đồng. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment phía dưới cho em là 1364 với số điện thoại đặt hàng liền, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Chốt đơn hàng giá ưu đãi cho mình luôn, chỉ còn có giá là 99.000 đồng thôi cả nhà nha. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em mã hàng với số điện thoại cho em là ok. Rồi 1364, 99.000 đồng, 40-52kg, em tối đa 72 nha cả nhà. Đầm này form chút S à, để nhà mình không chịu hao là mặc không có vừa đâu. Chiếc lại vải lụa pháp cho mình luôn ha, màu hồng hồng. Rồi mẫu đang mặc trên người 1364, em lên cho mình cái em đầm này đi nha. Em đầm này hôm nay sale luôn nè. Đó, chị nào chưa có tranh thủ đặt luôn, bên em tư vấn chưa hàng luôn. Mã số với số điện thoại, cổ lọ mã là 1378 nha. Cổ lọ mã là 1378 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm ngay cho em nha. 1316 là gì trời. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào của em thì mình đặt hàng thật sớm nha. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là ok cả nhà ơi. 1316 là gì vậy ta? Chờ em xíu cả nhà ơi. Rồi bây giờ
Rồi em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm 1364 cả nhà ơi, Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1364. Chị nào chưa có Đầm này đặt hàng sớm sale luôn 99.000 nha cả nhà, sale luôn 99.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em Đầm khác nữa nha. Chị nào chưa có Đầm nào của em thì mình đặt hàng ngay trên live, em tư vấn và giờ hàng giờ sai luôn. Bây giờ thì em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em Đầm khác nữa nha. Rồi đây, tiếp tục cổ lọ 1378 nha chị Nguyễn Ngọc Anh nha, 1378 nha. Mình mới nhận Đầm của shop, phải nói là đẹp rẻ. Em cảm ơn chị Tâm Nguyễn rất là nhiều luôn ạ. Trời ơi, live stream mệt mà nha các chị mình. Thầm Minh khen một câu thôi là hết mệt cả nhà ơi, tiếp thêm động lực. Rồi cổ lọ là 1378 nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1387. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1387 nha. Đó, phải ghim cái comment của chị Tâm Nguyễn xuống như này mới được. Đó, Đầm bên shop em là siêu rẻ siêu đẹp cả nhà ơi. Cái đợt này là em phải nói hai cái chị mình nhận được hàng, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng là phải nói là đẹp y chang mẫu mặt gì đó. Chị nhận được hàng ở trên live stream chị coi như thế nào thì vẫn phải chang vậy. Coi diễn nhiều hay coi diễn ít thì em đều có là báo ở trên live cho mình hết rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1387 nha. Chị nào đặt hàng em sale luôn, còn 219.000 đồng nha cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1387. Chị nào chưa có Đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1387 với số điện thoại cho em 219.000 đồng cả nhà ơi, 219.000 đồng nha cả nhà ơi. Em đang có cho cả nhà mình là 4 size M, L, XL với lại 2XL 40 cho tới 64 kg, e tối đa 84 đổ về. E 84 là vừa khít luôn nha cả nhà, e 82 thôi nha. Rồi mẫu đang mặc trên người 1387 219k có phối cái nơ cho mình luôn. Xuất sắc ha, cổ này cũng cổ kín nè chị. Cái này cũng cổ kín nè, tay lỡ luôn. Ba eo dáng Đầm phong xà. Em may một lớp kèm thêm cái túi nha cả nhà ơi, khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1387. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1387. Chị khách nào chưa có Đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn cho em bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là ok luôn. Rồi đặt hàng comment cho em mã số với số điện thoại cho em là ok luôn cả nhà ơi. 1387 219.000 đồng. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Rồi chị Hoàng Quyên có đơn hàng luôn. Bây giờ mẫu đang mặc trên người 1387 nha. Chị nào chưa có Đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn, em tư vấn chờ hàng giờ size 1387 với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem lên cái Đầm nào đây cả nhà ơi, đen hơn vân quá trời, không biết lên Đầm nào nữa. Lên cái sơ mi này cả nhà ơi, cái sơ mi này đang được sale còn 149.000 thôi nè. Cái sơ mi này đang được sale còn có 149.000 đồng thôi nè. Chị nào chưa có cứ việc đặt hàng sớm sớm cho em nha, em tư vấn chốt đơn luôn. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác, mẫu đang mặc trên người 1387 nha cả nhà. Đặt hàng comment phía dưới cho em 1387 với số điện thoại cho em là ok luôn. Đây, thay thêm cho mình xem một cái em Đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1347 nha cả nhà. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1347. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi, cổ sơ mi tay ngắn ba eo dáng Đầm trời nhẹ, may một lớp kèm thêm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347. Chị khách nào chưa có Đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1347 với số điện thoại cho em là ok. Rồi mẫu ra mặt trên người 1347 cả nhà ơi. Đó, màu vàng nha, phối cho mình cây khô, nguyên hàng cúc vân gỗ phía trước, một lớp kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1247 chứ 1247, 149.000 đồng nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1247 em sale luôn 149.000 đồng. 149.000 đồng. Chị nào chưa có Đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1247 với số điện thoại tư vấn cho hàng chừa size xuất sắc cả nhà ơi. Lụa cho mình ha, co giãn thì co giãn nhẹ nhẹ, may một lớp và kèm thêm cho mình hai cái túi nổ khóa kéo nằm đằng sau lưng, đẹp chịu gì nổi cả nhà ơi. Rồi ngày hôm nay các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là
với mức giá chỉ có là 149.000 đồng thôi. Các chị mình trước khi đặt hàng đừng quên chia sẻ livestream cho em 3 lần nha. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai để được áp dụng ngay giá sale nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1247 hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 129k thôi nha cả nhà ơi. Bây giờ lên cho mình cái em đầm này sale luôn cho mình 99.000 đồng nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng thật sớm, anh em tư vấn và chị hàng chờ size luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1247 149k nha cả nhà. 1247 cho chị Trần Thị Thảo Trân luôn. Rồi cố gắng đặt hàng sớm 149.000 đồng cả nhà ơi, xuất sắc luôn. Mình dồn đơn cho em 600.000 đồng sẽ được miễn ship và có quà tặng. Rồi chị Nguyễn Hoàng dồn đơn luôn nè, 149k cho chị Nguyễn Hoàng. Rồi chị nào chưa có tranh thủ đặt hàng sớm nha. Nãy giờ mình xem lại xem, chị nào thiếu mã số thì bổ sung ngay cho em cái mã số, thiếu số điện thoại thì mình bổ sung ngay cho em cái số điện thoại cả nhà nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Ông đầm nào đặt hàng thật sớm cho em luôn, anh em tư vấn và chị hàng chờ size, mã số với số điện thoại cho em là được. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1347. Ủa, hai cái mã này nó tự tựa nhau cả nhà ơi, cả nhà mình coi chừng nhầm mã nha. Hai cái mã này nó tương tự nhau, cả nhà mình coi chừng nhầm mã nha các chị ơi. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1347. Đầm này còn size M và L, em chốt đơn 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng cho mình thôi, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1347 nha em sale luôn. 99.000 đồng. 99.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật sớm. Bên em tư vấn và chị hàng chịu size. Sau mẫu đầm này mặc cái đầm phía sau cho mình coi nha. Sau mẫu đầm này em mặc cái đầm phía sau cho cả nhà mình cùng xem. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1347 cả nhà ơi. Đầm đang mặc trên người 1347. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em luôn. Em chốt đơn luôn. Sau mẫu đầm này lên cái này nha cả nhà. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng cho chị khách nào đặt hàng nhanh nhất. Cố gắng đặt hàng thật sớm, bên em tư vấn lên đơn cho cả nhà mình luôn. Trời đẹp quá cả nhà ơi. Cái chất lụa vải này vải lụa manto nha, lụa manto mềm nè. Cái phần gập tay này không sợ bị nhanh luôn nha cả nhà ơi. Bo eo nè, dáng nằm body đuôi cá. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1347 nha. Chị nào chưa có đầm này lên đơn cho em. Chị Dung Võ có đơn hàng cho chị Dung Võ luôn nè. Còn chị nào chưa có thì mình tranh thủ luôn cho em. Mã số kèm số điện thoại cho em 1347 với số điện thoại cho em là ok. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Ân đầm này đặt hàng liền cho em tư vấn. Dạ đầm này 62kg mới rồi chị. Hiện tại em chỉ còn ML 40 cho tới 55kg. Và eo tối đa thì eo tầm 74 đổ về thôi. Eo tối đa thì eo tầm 74 đổ về cho em là mình sẽ mặc vừa và đẹp luôn nha. Đầm này có 99.000 đồng. Màu này màu đỏ đô nha cả nhà ơi. Màu này màu đỏ đô cho mình. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1347 99.000 đồng. Bình thường đầm này là hả 299. Bình thường đầm này 299. Ngày hôm nay có chị mình đặt hàng em sale cho mỗi chị khách luôn là 200k. Hiện tại chỉ còn có 99.000 đồng thôi. Chỉ có 99.000 đồng thôi à. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Chị nào chưa có cái em đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Với lại đợt này em về cho mình mấy cái mẫu hoa thêu cũng xinh lắm mọi người ơi. Đợt này về cho mình mấy cái mẫu hoa thêu cũng đẹp, đẹp rất là đẹp luôn. Rồi đang mặc cho người 1347 nha, sale luôn 99k, sale luôn 99k. Chị nào chưa có cái việc đặt hàng thật sớm luôn, mình em tư vấn và chị hàng chờ size. Rồi bây giờ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Đầm này thì mới về nha cả nhà. Hàng này thì mới về, mã sản phẩm là DA1421. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1421 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1421 với số điện thoại cho em tư vấn chút đơn hàng. Cổ tròn nha, tay lỡ cổ tê le bo eo, dáng đầm ôm suông. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1421. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1421 với số điện thoại cho em cả nhà ơi. Đầm ren nha, body suông ren màu đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1421 nha. Em chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn, 299.000 đồng. Đầm này rất là sang, U30 trở lên mặc hợp và sang nha cả nhà. Tại vì đầm bên shop em là chuyên trung niên, bên shop em là đầm chuyên trung niên.
thời trang quý bà. Cho cả nhà mình yên tâm là những mẫu đầm này cả nhà mình mặc rất là hợp và sang luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1341, hôm nay em chốt đơn hàng luôn, còn 299.000 đồng. Còn 299.000 đồng, chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn. 1421 kèm số điện thoại em sale 299k. Rồi ok nha cả nhà ơi, 299k cái em đầm này luôn. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1421 kèm số điện thoại bên em tư vấn chưa hàng nha cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn ha. Mềm mịn co giãn nhẹ nhẹ. May cho mình là hai lớp luôn nha, khóa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1421. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm bên em tư vấn chốt đơn hàng nha cả nhà. Rồi mẫu đầm này cũng đã khép lại bài livestream sáng ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào vào sau thế coi lại hoặc là mình đón xem những bài livestream tiếp theo của anh em nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.